Dạ, Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Bữa nay là ngày ngày thứ ba Khánh mãi làm nhà. Sáng nay Khánh nghe cũng thợ làm y vừa cưa rồi vừa cắt rồi vừa đóng nữa. Không biết là chú Sáu kéo gì đây. Chú Sáu nãy giờ chú Sáu kéo gì chú Sáu? Kéo xi măng. Nay cứ về làm hả Phúc? Bữa nay thứ bảy đổ đà. Chỗ thứ bảy mua vật liệu khác chỗ của Khánh mua. Khánh mua thì ở hướng trên chợ Xét, còn thứ bảy thì hướng ngược lại, hướng ở dưới Hòa Lộc. Đây, Khánh thấy là anh Duy lót bao sẵn hết trơn rồi. Lót bao trắng trắng ở dưới này. Chuẩn bị đóng dán, đóng hộp. Nặng đổ đà. Chiều nay đổ hả anh Duy? Mai hả? Chú Bảy, mấy cái cây này là mấy cây dừa nè. Chú Bảy chặt hôm nay. Con mới. Chụp xuống nha. Nhìn ô vậy là phân biệt được phòng nào phòng khách, phòng nào phòng ngủ. Anh thấy là ở cái này là phòng khách nè, cái kia là hành lang, ở phía trước là hành lang, chỗ này là phòng khách, chỗ này là phòng ngủ, chỗ này là phòng ngủ, hai phòng ngủ, còn bên đây là cái nhà để sinh hoạt, phía bên đây hai ngăn, bên đây phòng, bên đây cái nữa. Nhìn thấy rộng ghê. Bà bữa nay có đi chợ không? Nhiều phút nữa. Thấy chú Bảy chặt cây gì ở sao đây? Nghe coi thấy cái chú Bảy chặt cái gì? Chú Bảy chặt cái gì vậy chú Bảy? Cái bộ đóng mà. Chú Bảy cũng dựa củi nha đó hả? Nấu nước cho mấy ông hả? Dạ, lấy củi này dựa để nấu nước cho mấy ông thợ. Chú Bảy tiếp tục chặt mấy cái cây hồi nãy giống như có dán đóng dán để đổ đạc kia bằng cây bố hả chú Bảy? Cây bổ hả? Cái bếp này là bếp của mấy ông thợ. À, sáng nấu ấm nước hả chú Bảy? Chiều ấm hả? 4 ấm mà, buổi sáng là 2 ấm không đủ á. Dữ hả? Đông mà. Đó. Anh ngày nấu 4 ấm nữa. Đó. Lúc kìa ông 3 tao rồi không đủ rồi. Hôm nay không thấy chú Bảy chặt liên tục mà chưa đủ nữa. Chưa. Đủ rồi ít hao quá. Đó. Cây dừa này bữa trước đốn, bữa Tết thứ bảy đốn, chú Sáu chưa đốn.
Ủa bữa nay có thợ mới nữa hả anh Di? Bữa nào đốn vừa cái con lại quay ha. Chứ khó đốn hả? Đốn làm lộ nữa. À, dưới á, ủng hộ nghe. Được không? Ủng hộ gắn, ủng hộ cho áo đi. Dưới còn chút nữa. Đây, một cũng cho hai cây. Sáu cũng cho cây. Bốn, hôm nay đắp đắp mãi rồi, cũng muốn rồi rồi. Hôm nay thì ông Chính ông đắp bữa rồi, ông bệnh rồi. Nằm hôm qua nay, mấy bữa nay chích thuốc rồi, mấy bữa nay. Bữa ông làm trầm nghịch, bị ông trầm nghịch cũng được. Trầm nghịch cũng xong rồi, ông bị cảm. Hôm nay đi thuốc uống. Ông làm nhà tránh rồi chưa? Dạ chưa, con cũng đang làm. Ông thấy gái nó quay lên rồi, ông thấy. Chập cái... Đúng chưa? Sao ở đây mà sao? Cô em à. Đây cái búa kệ để bên kia. Mấy cú em nè, lôi lên, cậu lôi lên không mấy đó. Mời mới đỡ hơn gì? Mời đông người hơn gì? Em có người nữa. Mời cực dữ ha. Rồi, mấy chú phụ mận cho nhà có Nghiệp. Nghiệp đi lập không biết không? Dạ không, con không biết. Ở gần sớm đó luôn hả chú Sáu? Ừ, ngay chỗ đầu cao, ngay chỗ hậu vô á. Nó cũng mận lộ. Thì... anh Di mừng luôn cháu em của thằng này. Con họ con nhà đó là của anh Nghiệp hả chứ sao? Ờ có Nghiệp. Mừng mấy bữa nay trở mới rồi, nay mới nghỉ rồi, nay xong xuôi hết chứ sao? Chưa xong mà mới đủ rồi hả? Đủ nền này xong rồi nè. Nó để nó đổ cột rồi mới đổ cột rồi đây sao rồi. Chưa có nữa. Ở tên đầu lậu là nhà của ai xây tảnh chứ sao? Lộ hả? Của thằng An quá, mé bên ngân Mỹ Thi một lần phải không? Không phải, bên ngay chỗ mà bán ống nước á. Ừ. Là chỗ này thì chú Sáu nói hả? Không phải, cái đó là bên An làm hay gì, còn này là bên ngay chỗ hậu, ngay chỗ đầu cầu á. Cái cầu mà bữa 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 bữa. Ừ, bao mập một lần á, em quán Mỹ Thi á, biết Mỹ Thi không? Ừ. Là anh An sửa xe hả chứ sao? Ừ, nó sửa xe. Nó dời qua đó đó. Nó dời qua đó đó. Hả? Ổng kêu mấy này mạnh mà này không có bằng được. Năm nay người ta làm nhà quá chừng hết. Quá trời luôn, nó làm quá trời luôn rồi. Con thấy người ta làm nhà quá chừng luôn á. Này, này đây, bữa nào nào làm bên tư cờ đỏ đó đã. 12. 12 đâu anh nữa hả? Rồi tổng đó. Trấn nè, suốt nè. Vậy là anh ăn nướng bên chị Thi hả chứ sao? Ờ, nó mướn đó, hình cũ của ai bên đó hết vậy? Còn gì con thấy đổ mặt bằng lại chắc đủ đổ ha. Anh Thi là hôm trước đó là nó bán cho nhà nào á. Chắc nhà đó cho mướn ha.